Hi, mình chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một dòng mixer bàn Mackey, một dòng mixer của Mỹ ha. Con này là hàng xuất nhập nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc ha. Tại vì nó là dòng mixer đời mới, sau này thì đa số nó được sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà chất lượng của nó là vẫn là hàng đẳng cấp của công ty ha. Hàng cực kỳ xịn sò, hàng xuất nhập thì người anh em biết rồi, chuẩn rất là cao ha. Và em này phải nói là hình thức nó vừa ngoài rất là đẹp, đẹp gần như mới, nó chỉ thiếu thùng xốp thôi. Em quay nét như vậy là người em thấy rồi đó không? Góc cạnh bên hông rồi là nói chung là đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Con này chạy điện áp auto volt ha, auto volt 100 đến 204 là chơi tốt. Việt Nam, tới Việt Nam mình chơi ngon lành cả đào luôn ha. Con này nó có được 12 line, đó, 12 line ha. Từ line số 1 đến line số 4 là mix mono này, 5, 6, 7, 8 là mix ST này. Rồi hai line phát nhạc CT vô luôn nè, 9, 10, 11, 12 luôn ha, đi chung hai bên này ha. À, có được 16 bộ e phát số luôn ha, 16 bộ e phát số digital ấy, và có EQ laser chỉnh cho tổng thể cái bàn mixer luôn, cực kỳ xịn sò, không còn gì bằng nữa rồi ha. À, và cái cách vận hành của nó thì cực kỳ đơn giản. Rồi em nói ví dụ như line số 1 đi ha, line số 1 đây là số 1 theo hàng dọc này ha, theo hàng dọc thì đầu tiên nó là cái nút gain, rồi tới cái EQ nó là chép trung bass, LX là đường send, LX mình send đi theo một thiết bị, ví dụ như mình send đi vào cái con FXR hoặc là mình send vào cái gì đó mình muốn làm gì đó ha, tùy. Rồi cái nút màu vàng này là cái nút effect, effect thì tưởng một hàng nút màu vàng này là effect. Cái line nào mình cắm micro vô thì mình mới mở lên, còn mấy cái line này mình ốp hết xuống này, như em ốp hết xuống này. Và cái này là cái effect master tổng, và cái fader này là fader effect tổng. Thì mình muốn có effect thì nút này mở và fader này đẩy lên thì nó mới có effect ha. Còn không thì nó không có đâu ha. Đấy. Rất là đơn giản và tương tự những cái line còn như vậy. Ví dụ như đây là line nhạc, line số 90 là line nhạc này, đang cắm nhạc vào đây ha. Thì đầu tiên nó cũng là cái nút gain, hồi số khách đại, rồi tới EQ chép, ba chung, tới bass. Hai cái nút LX với cái nút FX này mình phải ốp lại chứ không mình vặn lên là nó có trô này. Đấy. Rồi mình đẩy fader lên để phát nhạc. Nhưng bây giờ em vặn cái fader này lên là nó có trô này. Xuống như nếu mình vặn hết hàng màu vàng này lên là nó sẽ phát ra trô đấy ha. Rồi đầu tiên bây giờ mình thử cái mic cho người anh em xem cái kênh ha. Lên 1 2 3 4 5 6 10, nó trô nó cực kỳ nhẹ, cực kỳ là dẻo ha. Đây là kênh số 13 này người anh em, kênh số 13 là delay phát ha. Ví dụ như mình không thích kênh 13 thì mình vặn kênh 14 đi ha. 14 thử ra gì, lên 1 2 2. Kênh này dùng để cho người anh em hát cho văn hả, quan họ hả, cho nó dịu cực kỳ luôn hả. Đấy. Rồi ví dụ như mình không thích kênh 13 45, mình chơi kênh revert đây. Revert thì họ ghi là kênh bên này là revert là kênh số black revert, kênh số 7 đi, dù kênh số 7 đi ha, 7 đi, lên 1 2 3 4 5 6. Rồi mình không thích kênh số 7, mình chơi kênh số 8 đi, như vậy ha. Em nói ví dụ như thôi, còn tại mình đang có tới 16 kênh lận. Bây giờ mình về mình cứ từ mình mò ra ha. Lên 1 2 4 5 6 10. Cái kênh này rất là hay không? Kênh số 8. Kênh số 8 là cái kênh Kedaro, kênh cực kỳ hay ha. Tiếng vượt rất là ấm. Đó. Thì đơn giản như vậy thì mình đã sử dụng được cái bàn mixer này rồi ha. Cực kỳ đơn giản. Còn những cái hiệu ứng mà khi mình lên thì mình chọn bằng cái fader này ha, chọn nhạc rồi chọn mic rồi đưa fader tổng lên, còn EQ này là mình cân đối với cái dàn loa nhà mình thì bass trung chép làm sao mình chỉnh cho nó hợp lý ha. Nó cũng đừng có vỡ gain quá thì nó dở. Và con mixer này em đang bán với giá là 7.500.000 đồng ha. Giá bán tại cửa hàng, giá bán chưa bao gồm phí ship. À, rất là đẹp, anh em nào có sở hữu thì alo cho ý ha, 0909043679 ha. Rồi rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.